tối 10 tháng 10, dàn người đẹp gồm Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Tú Anh, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, diễn viên Lương Thanh, diễn viên Quỳnh Nga, nghệ sĩ Lan Hương đã có mặt ở Bắc Giang để tham dự một sự kiện về thời trang. Sự xuất sinh ra cùng lúc của hai tiểu tam vật chồng siêu qua trên màn ảnh thời gian qua là Lương Thanh giai Trà Hoa Hồng trên ngực trái và Quỳnh Nga giai Nhã Về Nhà Đi Con đã thú vị sự đông đảo của quan khách. Lương Thanh và Quỳnh Nga đều sở hữu nhan sắc khả ái và dốc dáng gợi cảm. Cả hai tỏ ra thân thiết và liên tục tạo dáng chụp ảnh chung. Sau vai diễn phản diện, cả Lương Thanh và Quỳnh Nga đều rất đắt show sự kiện. Nói về giai Trà, Lương Thanh cho biết, mỗi lần cô ra phố, khán giả đều nhận ra nhưng lại gọi bằng cái tên Trà Túc Đai thay vì tên thật. Điều đó khiến cô vui bởi bộ phim được người xem đông đảo và nhân vật của cô ít nhiều để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Về phía Quỳnh Nga, để tham gia sự kiện này cô đã phải xin phép cho kiếp phim qua trong bảo tạm nghỉ một ngày. Ra Hà Nội lần này tôi chỉ kịp về nhà thăm bố mẹ khoảng 3 giờ đồng hồ. Mẹ tôi buồn vì tôi có quá ít thời gian ở nhà, Quỳnh Nga nói. Ngoài làm khách mời, Quỳnh Nga còn biểu diễn hai ca khúc True Love, Thanh Xuân Là Anh cùng hai dancer. Cô tiết lộ, sau khi xong xuôi các dự án phim, cô sẽ tập trung vào việc thu âm, quay để tái xuất âm nhạc sau thời gian dài. Tại sự kiện Hoa hậu Ngọc Hân đảm nhận vai trò. Ngọc Hân còn rất đông đã tư vấn và phối đồ cho nghệ sĩ Lan Hương. Á hậu Tú Anh xinh đẹp, gợi cảm với đầm lợt dai khoa làn da trắng mút.